Dạ con chào cô chú và cả nhà. Thì con chúc cô chú cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe. Hiện tại là con đang có mặt tại tỉnh xá Ngọc Quang. Thì tọa lạc tại địa chỉ 262 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Thì nơi đây thì con được biết tới là nơi đây là các Nico là sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc cả các cụ già neo đơn. Thì ngoài các cụ già neo đơn thì có luôn tất cả các trẻ em mồ côi không nhà không cửa. Hôm nay con tới thì con chia sẻ hình ảnh tới cho các cô chú và cả nhà. Thì mong cô chú cả nhà cùng con đi tham quan tỉnh xá. Anh là làm gì ở đây anh? Dạ. Anh là làm ở đây ha? Đúng rồi. Thì cho em hỏi chút mấy cái thông tin nha. Dạ. Dạ. Anh gắn này vô nha. Dạ. Hướng ở đây ngồi. Dạ dạ. Dạ. Anh là làm công việc phụ giúp ở đây ha? Dạ. Thì anh làm được bao lâu rồi? Đây làm 204 tới giờ. 204. Dạ. 204 tới giờ thì hiện tại là anh là làm ở đây là anh sẽ làm những công việc gì? Tức là bên hồ sơ nhận người già. Dạ. Thì tổng cộng là hiện tại là tỉnh xá của mình có bao nhiêu người ạ? Dạ, hiện tại thì tỉnh xá mình có tất cả 82 người ha. 82 người thì trong đó chỉ có 68 có cụ già thôi. Dạ. Với lại 10 có người mà họ chăm sóc với lại nuôi cái cụ á, với lại 4 cái nhỏ mồ côi mới là 82. 4 nhỏ mồ côi. Rồi thì hiện tại là nếu mà bây giờ thì tỉnh xá của mình là đang thiếu những cái kinh phí gì ạ? Thì nói chung là chùa nào cũng cần có sự hỗ trợ của các mạnh thần quân. Thứ nhất là ba cái dạng như nhu yếu phẩm, tới gạo, bị gói, tu dụ ăn này nè. Để hỗ trợ các phần ăn các cụ mỗi ngày. Thì bây giờ nếu mà các cụ thì tại sao mà mình biết được các cụ đang cơ nhỏ thì mình cho các cụ về đây hay là các cụ tự tìm tới đây? Đa phần thì có những cái cơ quan chức năng khu vực ở các quận, huyện, các tỉnh rồi đó. Họ biết được cái cụ đó như thế nào, neo đơn không, con cái gì hết, thì họ nắm được thông tin đó thì họ sẽ liên hệ trực tiếp tại chùa, là họ gửi. Với lại cái đa phần thì các cụ thì người nhà không có, lại con cái họ bỏ, thì nhờ tới sự giúp đỡ của các anh mà công an khu vực đó, họ tìm kiếm đến đây, họ mà gửi. Tìm kiếm ở đây thì có bao giờ mà cơ sở của mình, tỉnh xá mình nó quá tải không anh? Có chứ, hiện tại bây giờ thì tỉnh xá mình cái khuôn viên thì nó chỉ có ít giường thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ không có chỗ thì cho các cụ nằm đỡ bên hành lang bên ngoài, để khi nào mà trong bên trong phòng mà các cụ mất á, thì có dư giường đó thì các cụ đó đi vô trong ở. Thì đáng lẽ là hiện tại bây giờ chùa nó đang gặp cái tình trạng là quá tải đi, nhưng mà không có dám nhận nữa. Nhưng mà nếu mà không dám nhận thì các cụ ở ngoài họ sẽ ra sau, cho nên mới cho mấy cụ nằm đỡ bên ngoài, thà trong đây đỡ hơn bên ngoài mưa gió này kia. Thì hiện tại là mình có giống như là mình có muốn nâng cấp cái cơ sở vật chất lên, thêm nhiều giường, thêm nhiều phòng để cho mấy cụ, nhiều mấy cụ mới nữa về đây. Thì nếu như có điều kiện hoặc là có thể để mà cho các cụ ở đặng thoải mái hơn á, thì cũng nói chung là không thể nào mà xây thêm phòng được nữa. Tại vì cái công viên rất là ít. Thì một phòng nghĩa khi 5-6 người, 4-5 người nằm chen chen với nhau vậy đó. Hiện tại là mình có ở dưới với trên lầu luôn đúng không anh? Thì trẻ em á, thì mấy trẻ em á là có được đi học rồi đầy đủ không anh? Có, ở đây có 4 đứa nhỏ mà coi, một bé nhỏ nhất nó 6 tuổi. Bé thứ hai nó học lớp 5 rồi. Còn hai bé kia nó đang chuẩn bị năm nhất đại học. Thì kinh phí chùa, thí dụ như đã mình nuôi nó thì nhà chùa đều lo cho nó ăn học hết. Không có bỏ hết. Được. Thì còn nếu mà cái khoản có bao giờ mà mình cảm thấy mình túng thiếu một cái khoản nào không ạ? Thì đầu năm 2019 thì nếu tình trạng mà bùng dịch tái phát trở lại á, thì chùa gặp rất là nhiều khó khăn, thì chỉ đỡ chút xíu là mấy đầu năm nay thì mạnh thường quân họ tiếp tục họ ủng hộ, cho nên chùa cũng đỡ được phần nào. Thì nếu bây giờ á, nếu mà có mạnh thường quân giúp đỡ á, thì bây giờ thì anh cảm thấy là nên là giúp đỡ những thành phần gì, nguyên liệu, vật chất gì cho chùa? Nếu như mà có khả năng thì các mạnh thường quân, có anh chị cô bé mà ủng hộ thì ủng hộ mì gạo chú tương dầu ăn, thì những cái phần đó thì có thể mình để lâu hơn được nữa. Còn dạng như kinh phí thì nói chung là mình không có đòi hỏi là kinh phí hay là gì hết, tại vì nếu mà tùy theo tầm hóa tâm các cô mà cho ở chùa, ví dụ như
tiền và cái gì đó thì cho mấy mấy sư cô đặng có thể trang trải qua cái Phật pháp tăng này kia, thì họ trang trải ví dụ như hư này hư kia thì nhà chùa có thể đem đi cái phần đó ra đó tu sửa lại. Dạ. Còn mấy cụ ở đây á, nếu mà mấy cụ lớn tuổi quá thì mấy cụ có mất á thì là tổ chức ở chùa luôn ha. Thì đúng rồi. Khi mà các cụ mà trên 80 thì các cụ mà do bệnh duyên mà mất á thì họ chùa hoàn toàn miễn phí lo 100% hết. À. Dạ. Và để lại một ngày để cho mấy sư cô họ tụng kinh này kia, thì qua ngày sau thì sẽ đi hỏa thiêu hoặc tất cả các hỏa thiêu khác để mà họ từ thiện họ cho thiêu không á. Ừ. Thì xong rồi cốt cái quà ở đây. À, trong vòng 49 ngày thì nhà chùa sẽ tổ chức một cái lễ, tức là lễ thủy táng á, đặng rải cho cốt. Còn mấy cụ ở đây thì sẽ được ăn chay hay ăn mặn? Tất cả các cụ ở đây đều ăn mặn hết. Ăn mặn hết. Lúc trước thì đầu năm 1972, ở 1992 á, thì các cụ cho ăn chay mà các cụ bỏ không à. Thì tha ra mình thấy phí của bá tánh quá, cho nên bắt buộc phải cho các cụ ăn chay. Ôi, bắt buộc cho mấy cụ ăn mặn. Ăn mặn. Chỉ cho mấy cụ ăn chay là ngày rằm với lại 1-30. Dạ. Ăn mặn là các giống như là các thí chủ mà giống như là ra tự nguyện từ thiện người ta sẽ nấu. Đúng còn rồi. Các sư cô là sẽ nấu cái phần chay riêng. Đúng rồi. Ở đây chùa dạ. Thì có hai bếp mặn và bếp chay ở trong. À riêng ra đúng rồi. Đúng rồi. Và khi mà mấy cô mà muốn vô đây nấu mặn á, thì bắt buộc là phải phải làm ở bên ngoài mới được vô đây chế biến. Là sơ chế xong đúng rồi, vô đây chế chế biến chứ mày không cho sát sắc vào đây. Dạ. Còn nếu mà cái hiện tại là bây giờ mỗi ngày á là mình sẽ nấu tại chùa, thì có cái đoàn từ thiện nào có tới đây hàng ngày không hay là có cách nhau? Thí dụ như một tuần vậy họ sẽ nấu 3 buổi. Ba thì buổi. Những buổi đó các mình thương quân mà họ không có thời gian họ nấu, họ gửi tiền cho mình tự nấu. Dạ. Cảm ơn anh nha. Để thì mình có thể tham quan tự nhiên á, coi cái phòng cái trụ như thế nào rồi có gì em sẽ tham quan anh sơ bộ đi ha. Dạ rồi. Cái tự nhiên á. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, dạ. Phòng này là có 3 cụ. Mình ở đây nghỉ trưa nè. Đây. Hiện tại là các cụ đây là đang được đã được ăn trưa rồi, bây giờ là đang nghỉ trưa. Nó chạm cái cột. Dạ. Mấy cụ đang nghỉ trưa. Dạ. Mấy cụ ăn trưa rồi hết rồi đúng không cô? Ăn trưa ăn cơm rồi ngủ. Dạ. Dạ. À. Ngay đây là có 4 cụ. Cụ già. Thì 5 năm chứ 5 cụ. Dạ, tại vì là mấy cụ đang nghỉ trưa nên là con cũng không dám làm phiền mấy cụ nữa cô chú. Dạ, dạ. Dạ, con. Dạ, dạ. Dạ, con chào mấy cụ. Bà ở đây được bao lâu rồi bà? Dạ ở đây được 3 tháng rồi. 3 tháng, dạ. Sao mà bà biết tới đây rồi? Ừ, tại vì bà cũng ở quận 8. Dạ. Em thử cũng có những cô đi chùa thường đó. Dạ. Giờ lúc bà bệnh đó, giờ nhà thì cô đơn. Dạ. Có thằng cháu ngoại nó mới mất. Dạ. Để rồi về thấy chị em ấy rồi đó, thôi để cho tôi về chùa cho nó khỏe. Dạ. Dạ. Thì nói ngay ở chùa ở đây á, yeah. Thì cũng tốt lắm. Yeah. Ăn uống cái gì sinh hoạt để đầy đủ. Yeah. Cũng có thể nhà từ thiện tới thì cho cái gì thì mình hưởng. Yeah. Cái nào mà mình cảm thấy mình không hợp á, thì yeah. Mình lại cho mấy cô tập vụ đó, có làm thì có trông coi mình thì yeah. Nó đỡ. Yeah. Chứ ở đây thì rất là tốt. Yeah. Không có chuyện nhắc ở đây cô 3 người, còn thấy 2 người đó thì là bại liệt, bà này liệt thì bà này cũng liệt luôn. Bà này bị liệt. Cũng liệt ăn cơm để đái tiểu ống này. Đó, bạn thấy không? Tiểu ống này, ăn cơm mà phải đúc này. Cô này thì hai chân hai tay thì yếu còn yếu còn đúng. Có một tay thôi. Dạ. Còn nằm tại chỗ vệ sinh tại chỗ luôn. Người cực lắm. Hay là khi ở bên ngoài mấy sư cô bận quá là các cục cái bà là hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau. Không, sư cô là việc của sư cô. Dạ. Còn ở đây là toàn bộ là những người người ta từ thiện nó đang cũng gọi là làm từ thiện nó nhân công cái gì đó. Chẳng hạn như nhà tài trợ mà tới đây thì cho bà một phần, thì cho mấy cô công quả một phần, gọi là công quả là một phần để công người ta dọn dẹp. Yeah. Cực lắm con ơi, 3 giờ mấy 4 giờ là phải dậy hết,
không mấy người bại liệt khổ lắm, có khi vệ sinh một ngày 2-3 lần, 2 lần là trái cho. Dạ. Rồi đến lúc chở bệnh một cái con mới được, nó tè ra một cái trên giường thì nó không nằm, nó xuống dưới đất, nó leo lên giường, nó làm chuyện vệ sinh. Dạ. Lại phải quay ra làm, nó trông đi vậy chứ. Dạ. Không phải vậy đâu con. Dạ. Khổ này thì mình ăn bao nhiêu thử à? Trời, anh thì ăn đúng giờ lắm, sáng thì 5:30-6 giờ là ăn sáng. Tới 10 giờ thì ăn cơm trưa. 10 giờ sớm dữ ta. Con cứ tưởng là 11 giờ ăn trưa chứ. Không hết 10 giờ thôi, đông quá mà 1 giờ sao kịp con. Dạ. Cho con mấy cái này vô thầy nha. Nó chơi về. Sáng nay là ăn cháo thịt. Rồi cháo nhà từ thiện tới cho thêm bánh bao này, muốn ăn thì đói thì ăn thêm. Đó, quý lắm con. Đấy còn bữa cơm thì 10 giờ thì bắt đầu. Trời ơi, cả trăm người chỉ túa, chúa như đàn ông ấy, chia cơm, chia cháo. Làm cực lắm. Dạ. Mấy cô nhân công ở đây cũng có khi bà. Đó, còn cái người này tâm thần điên rồi đấy, vậy đấy bà. Dạ. Trời ơi, khó lắm. Làm công nhân mình làm nổi đâu con được. 3:30 nghe. Dạ. Bắt đầu là những người nào, nó chia mỗi người là bao nhiêu người đó. Phải làm cho kịp giờ này. 3:30, 4 giờ khuya là bắt đầu. Và đi vệ sinh hết rồi. Có người dọn thì được, mà có người dọn không được, có phải kêu người phụ cũng cực. Còn khi đánh mình đi làm công nhân có 8 tiếng, mà đây người ta làm người mấy tiếng được, con tính 4:30 bắt đầu làm, ít 3:30 chứ, 3:30 bắt đầu có người đi tới đi đuôi làm cho tới giờ ăn cháo xong rồi dọn dẹp, quay ra nghỉ ngơi được chừng 15 phút. Để bắt đầu là quay ra bữa cơm trưa, quần áo giặt giũ, ăn cơm trưa, bữa cơm trưa ăn xong rồi nghỉ ngơi được chút xíu rồi. Quần áo phơi ra chiều, ăn cơm chiều, chưa ăn cơm chiều nữa, 3:30 rồi bắt đầu ăn cơm nước xong lại đi gom đồ, quần áo giặt sáng giặt này. Chiều rồi gom vô lại phải lựa của người này, người kia, người kia, người nọ. Khó lắm con ơi, trông vậy cực lắm. Không có người nào vừa cực mà về công sức, mà về công sức của mình của cái Nico á, vừa cực hết mà bây giờ là Mạnh Thường Quân mà không giúp đỡ thì cũng khó. Không nhờ Mạnh Thường Quân nhiều đó con. Dạ. Tiền bạc thì nói cho nghe, thì người ta cũng cho người 50, 30 và tùy theo cái hoàn cảnh. Dạ. Người ta cho mình là tự nhiên bây giờ bà khỏe, nhưng mà cũng phải có người phục vụ được rồi, cho người ta đỡ tay rồi. Yeah. Mỗi người phục như bà, mỗi người bệnh là mình một người phục vụ. Yeah. Bây giờ bà khỏe và quét được cái nhà thì mới cố đỡ. Yeah. Còn không có rồi mới cố cũng phải là quét nhà. Cô phải đi từng phòng quét. Từng phòng quét hết, từ giường như yeah. Dọn dẹp này. Bây giờ nói thì nói chứ, muốn công nhân không ai làm nổi đâu. Dạ đúng rồi. Đó, bây giờ cũng như là người ta ở dưới quê lên, người ta khổ nó quen rồi. Tiền bạc để làm thì nó cũng không bao nhiêu, nhưng mà dám làm thì có. Chẳng hạn như bà này, bà thấy khổ cực quá thì bà có tiền là từ thiện đó, thì bà bồi dưỡng cho người ta chút đỉnh thôi. Chứ mình đã vô đây làm nãy hoàn cảnh nghèo rồi. Anh thử nương với nhau mà sống. Chứ đừng nói là tôi thế này, tôi thế kia, ở nhà thế nọ, không có được. Yeah. Mình phải hòa đồng hết. Yeah. Đó, bây giờ giống như là mấy bà xung quanh tất cả các phòng luôn á. Yeah. Là thì có bà thì nằm một chỗ, thì bà thì còn khỏe. Thì người khỏe là đi tới đi lui. Yeah. Được thôi. Người, nha. Người khỏe là sẽ có thể là chăm sóc phụ cho mấy người mà nằm một chỗ. Không, không phục ngủ. Không, không có ngồi. Chỉ có ngồi đây cho thấy cái gì là làng cho nó tối đây chứ. Cái thân của mình đứng cũng không chứ là khỏe. Xin lỗi con, nghe khỏe cái miệng á. Thì còn cái đầu óc này còn nói chuyện được. Chứ còn những người này mất trí thôi biết gì mà khỏe. Khỏe là chẳng hạn như đó, con thấy ông ba người. Bà hồi cách đây 4 bữa bà sẽ sáng bị tai biến đó. Từ phòng vệ sinh ra tới đây chóng mặt quá lên ngã tới cái ình ngang giường. Xong bắt đầu tai biến vợ chứng vợ trò, bà mới đi siêu âm các cái về này. Đi chụp hình về này. Đó, để con bà cái thằng mới ra đó là về nó thăm mẹ đó. Sao mà mình không ở với con mà mình lại vô đây vậy? Trời con ơi khó khăn lắm. Con cũng khó khăn. Hai vợ chồng vậy, hai đi làm, hai đứa con đi học nữa. Về cơm nước nó cứ dối tung. Mình có làm được cái gì đâu, rồi thêm đi mấy cái... Từ nãy con thấy ảnh mặc áo khoác thôi, nhưng anh cũng làm công nhân mà. Đúng dạ, cũng làm công nhân. Dạ. Anh đây làm công nhân, có tiền nuôi con, vợ cũng công nhân, chồng cũng... Hỏi con như làm bao giờ mới kiếm được cái nhà. Bây giờ kinh tế thì đang khó khăn nữa. Dạ, thì thôi thì
đừng nào nhưng mà bà có vô đây mà có con còn vô thăm nữa là còn dạ, may mắn lắm. Hơn nhiều dạ, người đúng rồi đâu đó luôn ha xuống làm con ha Dạ. Đó, cũng dạ. Đáng lẽ phải đưa vô bệnh tâm thần đâu có nhận mấy người này, dạ. Buộc lòng phải đưa đây. Con coi này đó, đi tiểu bằng ống này, đó, các cái dạ. Nó nhiều thứ bệnh lắm, có người thì đi được, có người không đi được, dạ. Mà nó còn hung dữ nữa chứ đâu phải bệnh nhân nó nổi cơn điên nó lên nó hung dữ lắm mọi người. Thì tự người ta nói đúng là cái, nói chung là bà tóm tắt là cái nghề của người ta mới chịu được nổi. Chứ ngoài ra không thể nào nó thâu công nhân vô đi được. Đó mấy chú trông vậy chứ đi thanh niên thôi à. Chuyện gì khó là có thanh niên. Đó, thành thử nó đỡ cho cái chùa này nó như vậy. Mấy cô đi là cũng cực quá. Cực lắm, còn mấy cô tu thì cũng phải đi lo những chuyện ở trên. Mình làm sao mình lo được. Được rồi, được rồi. Đó. Không có phải ấy đâu, ở đây nó ngay. Được. Dạ nó tên mình đó coi. Năm sinh à. Tên. Vậy bà sinh năm 9 ơ 55 hả bà? 59. Dạ. Còn bà nãy có con mà ngồi chơi nó chưa có dán thôi. Dạ. Tại vì bà nói ngay bà nói tôi bây giờ để cái lấy cái số điện thoại các cái liên hệ với con bà như bà té trên đình nó rồi làm sao phải liên hệ về nhà. Thế còn nếu mà ai mà bình không có cái gì hết á. Dạ con có xem sơ qua nhà vệ sinh trong phòng của các cụ á thì con thấy là nhà phòng vệ sinh rất là sạch sẽ ngăn nắp luôn. Nhiều hoàn cảnh khác nữa. Dạ. Con cũng thôi. Thôi là con cũng chúc bà nhiều sức khỏe nha. Thôi, dạ rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe luôn nha bà. Dạ. Và cũng chúc con nhiều khỏe để con đi làm gặp mọi sự may mắn. Dạ. Rồi cái gì tốt thì nghe, cái này xấu bỏ dạ. Dạ. Xấu che, dạ. Tốt khỏe. Dạ. Dạ. Mấy bà nghỉ ngơi nha. Thôi con về nha. Dạ, con dạ bà. Dạ. Bà sinh năm 38 mà còn khỏe ghê vậy. Cũng còn thông minh. Dạ rồi, dạ rồi, dạ bà nha. Không, đứng ở dưới em quay một vòng đây được rồi. Đứng. Đây, hình như thấy phòng này hơi to hơn nè. Ủa, không to á. Dạ, không. Đây là bên khu Nam. Đây khu Nam. Ừ. Đang ngủ. Đúng rồi, ăn cơ xong rồi ngủ. Còn bên trong nữa. Ở bên trong thì chưa có phòng. Chỉ nằm bên ngoài thôi. Quay bên trên nữa, ngay quay cao lên. Quay cao lên cho cô chú thấy nè. Đó ha. Đó, thì mấy cụ ông này thì chưa có phòng. Tại vì do cũng quá tải. Nãy là biết chai này biết. Hồi nãy là biết chai. Cái này là biết mặn. Biết mặn ở đây. Con chào cô chú và cả nhà. Thì trước đó thì cô chú và cả nhà đã xem qua đoạn clip về tỉnh xá Ngọc Quang tọa lạc trên quận 8. Thì nơi đây đang hiện đang cưu mang hơn 80 cụ già và trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa. Thì do tại sao con không quay hình ảnh các sư cô lên là do các sư cô có chia sẻ riêng với hai tụi con á, là sợ đưa lên mạng rồi gặp các trường hợp giống như là
lợi dụng lấy hình ảnh của sư cô để chụp lại về cho bản thân mình đó. Thì sau máy quay thì các sư cô có chia sẻ riêng chi tiết hơn về tỉnh xá cho hai tụi con nghe. Thì hiện tại là các tỉnh xá đang thiếu, nhất là các về cơ sở vật chất và các vật phẩm thiết yếu cho cụ già và trẻ em, như là gạo, nước tương và dầu ăn, và tiền đóng học phí cho các bé còn đang đi học. Còn về vấn đề vệ sinh cho các cụ già thì khó khăn ở một chỗ là các cụ già bị liệt thì phải vệ sinh tại giường luôn. Thì do là bây giờ hiện tại tỉnh xá đang thiếu, tại vì đang thiếu tã, do tã loại tỉnh xá sử dụng là tã dán để dễ thay thế vệ sinh hơn cho các cụ bị liệt. Thì do cái giá cả của nó khá là mắc đó, thì nếu mà cô chú nào có lòng hảo tâm á, thì có thể là lại trực tiếp tỉnh xá đó và xem xét qua tình hình ở đó, và có thể là giúp đỡ các sư cô ở đó. Thì địa chỉ tỉnh xá con có để ở đầu clip. Còn nếu mà các cô chú nào ở xa thì có thể liên hệ qua con, thì số điện thoại con sẽ để ở trên màn hình. Thì liên hệ qua con thì con sẽ làm theo những gì mà cô chú nói. Nếu mà cô chú cần mua nước tương thì con sẽ mua nước tương và con sẽ báo cáo đầy đủ cho cô chú, và con sẽ đem lại trao tận tay cho các sư cô, hoặc là gạo, dầu ăn, tất cả các vật phẩm thiết yếu nào đó thì cô chú cần giúp cho tỉnh xá thì con sẽ hỗ trợ cô chú tận tay giao cho tỉnh xá. Sắp tới thì hai tụi con sẽ có một cái hoạt động là phát đồ ăn cho các cô chú vô gia cư vào ban đêm. Thì hai tụi con sẽ nấu và phát luôn cho các cô chú. Thì nếu mà cô chú có lòng hảo tâm muốn giúp thêm nhiều phần đồ ăn hơn thì có thể gửi quyên góp cho tụi con, rồi tụi con sẽ hỗ trợ và nấu thêm nhiều phần khác để phát thêm nhiều phần hơn cho các cô chú vô gia cư hơn. Tại vì hiện tại bây giờ bữa tối thì rất là nhiều cô chú vô gia cư phải ngủ ngoài đường, và có thể những cô chú đó thì nguyên ngày đó không có bán được vé số, hoặc là không có bán được ve chai hay là gì đó, mà không có tiền để ăn ngày đó thì rất là đói và lạnh vào ban đêm. Thì mình có thể giúp được thêm phần gì thì mình sẽ đỡ phần đó cho các cô chú hơn. Dạ, thì bây giờ nếu mà cô chú có biết được hoàn cảnh khó khăn nào thì có thể liên hệ qua tụi con sẽ tới tận nơi tìm hiểu và chia sẻ cả hoàn cảnh cho cô chú xem. Dạ, thì rất mong cô chú xem clip, đăng ký kênh và ủng hộ hai tụi con.